Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài thi công đạt 35% khối lượng. Xã chỉ đạo huyện Văn Lâm hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Vũ Văn Tươi, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi bảo vệ đàn chim trời. Tình trạng xe chở vật liệu để đất đá rơi vãi gây mất an toàn giao thông trên đường 386. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1959-2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên hiện đào tạo 17 mã ngành cao đẳng sư phạm, 9 mã ngành cao đẳng ngoài sư phạm, 5 mã ngành đào tạo trung cấp và một số mã ngành liên kết đào tạo. Nhiều giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ đạt giải cao trong các hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Với những đóng góp của các thế hệ thầy và trò nhà trường vào sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục và đào tạo, trường đã nhận được nhiều khen thưởng như huân chương lao động hạng 3, hạng 2, cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận những thành tích của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc sáp nhập với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch theo chủ trương của tỉnh. Trong quá trình trưởng thành và phát triển. Ngày 15 tháng 3, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của tổ chức công dân từ tháng 7 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Tiếp công dân tỉnh. Từ tháng 7 năm 2016 đến hết năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận giải quyết tổng số 379 đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên môi trường, trong đó xử lý 35 đơn vị thuộc thẩm quyền, còn lại phân loại hướng dẫn công dân chuyển đến đơn vị có thẩm quyền, trả lại và lưu do không đủ điều kiện, đơn không rõ địa chỉ, đơn nặc danh. Cùng với đó, kiểm tra xác minh, báo cáo tỉnh giải quyết xong 4 vụ khiếu kiện phức tạp kéo dài. Trong khoảng thời gian này, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng đã tiếp trên 4.000 lượt công dân, tiếp nhận phân loại chuyển đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trên 3.000 đơn thư khiếu nại tố cáo. Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Tiếp công dân của tỉnh kiến nghị các cấp các ngành cần phối hợp coi trọng hơn nữa công tác tiếp dân, tăng cường công tác thanh kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ nhằm giảm đơn thư. Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ để việc giải quyết đơn thư và tiếp công dân hiệu quả hơn. Sau gần 6 tháng thi công, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài đã đạt 35% khối lượng. Đơn vị thi công đã tăng 3 ca để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, các hạng mục đắp cơ đê đạt 70% khối lượng, xây dựng nút giao thông dốc đá đạt 60% khối lượng, xây dựng nhà quản lý, hai hạt quản lý đê Tiên Nữ và Phù Cừ đạt 70%. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung thi công 3 ca tại 6 điểm trên toàn tuyến, với trên 250 công nhân và gần 100 phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu trong tháng 4 sẽ trải đá bê mặt đê. Đây là dự án nhằm mục đích tăng cường khả năng chống lũ cho tuyến đê tả sông Hồng, tả sông Luộc, giải quyết cơ bản hiện tượng thẩm lậu, đùn sủi của đê, giúp giảm thiểu nguy cơ vỡ đê đột ngột khi bão lũ vượt tần suất thiết kế, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời tạo tuyến đường giao thông quan trọng. Dự án sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2020. Hiện nay, nguồn nước ở nhiều kênh tưới tiêu trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang bị ô nhiễm nặng do chất thải chăn nuôi. Huyện Tiên Lữ có gần 200 tuyến kênh tưới tiêu với tổng số chiều dài trên 600.000 mét. Tuy nhiên, một số sông trục có nguồn nước không đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp do các hộ xả trực tiếp nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, xác động vật chết ra hệ thống kênh gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tiêu biểu như kênh T1 Triều Dương đoạn qua xã Dị Chế, Hải Triều, kênh T1 Mai Xá đoạn qua xã Đức Thắng, Cương Chính, sông Lê Như Hổ đoạn qua xã Thủ Sĩ, sông Bạn Lễ, Phượng Tường đoạn qua xã Ngô Quyền, Hương Đạo. Để đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn bệnh lây lan qua nguồn nước,
nhất là dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra như hiện nay. Các hộ dân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Các địa phương cần vào cuộc xử lý dứt điểm ngay tình trạng đổ rác, nước thải gây ô nhiễm các sông trục trên. Thưa quý vị và các bạn, trong khi ở một số nơi môi trường sinh thái bị suy giảm, ô nhiễm do một số người thiếu ý thức, thì ở thôn Đỗ Mỹ, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi có một vườn cò tự nhiên với hàng ngàn con trú ngụ và sinh sản quanh năm. Chủ nhân của vườn cò độc đáo này là gia đình ông Vũ Văn Tươi. Gia đình đã dành cả khu vườn để cho đàn chim sinh sống, bảo vệ chúng suốt hơn chục năm qua. Đây cũng là nơi có khả năng xây dựng thành điểm du lịch sinh thái của địa phương. Khu vườn rộng hơn 2 mẫu này từng là nơi gia đình ông Tươi làm mô hình VAC. Hơn 10 năm trước, có một đàn cò đến vườn nhà ông trú ngụ. Thay vì xua đuổi đàn cò hay săn bắt chúng, thì ông Tươi đã bảo vệ, tạo điều kiện cho đàn chim có nơi sinh sống. Sau nhiều năm, đàn cò sinh sản ngày càng đông, cò vạc diệc từ nơi khác cũng kéo theo về vườn của nhà ông trú ngụ làm tổ. Đất nành chim nó mới đậu. Khi đàn cò về, gia đình chúng tôi có rất có ý thức ngày đêm để bảo vệ đàn cò. Để cho đàn chim trời có nơi trú ngụ an toàn, ông Tươi vận động các gia đình trong thôn, trong xã cùng bảo vệ. Ông còn bỏ ra một số tiền lớn làm hàng rào thép gai quanh khu vực vườn trống, không cho người lạ xâm nhập vào vườn để săn bắt chim. Hiện nay, số lượng cò vạc đến trú ngụ và làm tổ, sinh nở trong khu vườn nhà ông Tươi ngày càng gia tăng. Hiện lão nông này đang có ý tưởng mở rộng khu vườn trồng thêm cây xanh cho cò đậu, đồng thời mong muốn vườn cò của gia đình mình sẽ trở thành một điểm du lịch sinh thái cho cộng đồng đến tham quan du lịch. Ý tưởng của gia đình là cũng mong mỏi tất cả các cấp từ lãnh đạo địa phương cho đến huyện tỉnh để làm một cái điểm vui chơi giải trí về tham quan du lịch khu vườn cò. Mà muốn bảo vệ được đàn cò này thì phải mọi người chung sức thì mới bảo vệ được. Trong cái quần thể này thì đây là ria kia là cái đường gom lên đường 5B. Thì cái địa thế rất chi là đẹp rồi. Và hiện tại bây giờ là cũng rất nhiều ở đấy du khách ở các nơi về tham quan vườn cò. Mặc dù là nó chưa quy mô. Ngoài đảo cò ở thành phố Hưng Yên đã được nhiều người biết đến, thì vườn cò của gia đình ông Vũ Văn Tươi là nơi thứ hai trong tỉnh có nhiều cò vạc sinh sống. Đây là địa điểm có tiềm năng khai thác du lịch. Vị trí vườn cò cách di tích cấp quốc gia Đền Ủng 3 km, gần với lối xuống nút giao của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vì thế, có thể kết nối tour du lịch với Đền Ủng, thu hút du khách ngoại tỉnh. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng du lịch của vườn cò độc và lạ này, thì cần có chính sách và quy hoạch phát triển du lịch từ địa phương và tỉnh cùng chung tay bảo vệ đàn cò, tạo điều kiện hỗ trợ cho vườn cò của ông Tươi trở thành một điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn. Đến nay, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã hoàn thành được 18 trên 19 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đang tập trung mọi nguồn lực để về đích trong năm nay. Đối với tiêu chí chưa đạt là tiêu chí văn hóa, xã Đồng Than đã phấn đấu cơ bản hoàn thành, toàn xã hiện có 6 trên 7 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%. Tổng kinh phí địa phương huy động trong chương trình xây dựng nông thôn mới đạt gần 70 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã hơn 16 tỷ đồng, nguồn vốn từ nhân dân và các doanh nghiệp trên 30 tỷ đồng, cùng 1.500 ngày công, 100% các tuyến đường trục xã thôn xóm đã được bê tông hóa tổng chiều dài hơn 36 km. Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở được đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Điểm nhấn trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương là chợ Đồng Than được quy hoạch trên khu đất diện tích rộng 6.000 m2, bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, có đội thu gom rác thải và phòng cháy chữa cháy. Trước khi thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia nông thôn mới, Chỉ Đạo là một trong những xã khó khăn của huyện Văn Lâm. Sau 8 năm triển khai, đến nay xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhà nước và nhân dân cùng làm, nên những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Chỉ Đạo chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế, tạo nguồn lực xây dựng quê hương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người là hơn 41 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn. Nhân dân đã đóng góp 2,6 tỷ đồng xây dựng kiến thiết quê hương. Xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã, thế và thành lập các cái ban quản lý, thế rồi ở cấp thôn,
Thế và phát động phong trào thì triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thông qua các cái hội nghị, thế rồi là thông qua những các cái công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Thế và được đảng bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2017 và 2018 là xã cũng bớt đi những cái khó khăn. Khi ý đảng lòng dân đồng thuận, chỉ trong một tháng cuối năm 2018, gần 140 ngõ xóm trong xã được bê tông hóa. Trong đó, xã hỗ trợ cát, đá, xi măng, người dân hiến đất và ủng hộ ngày công lao động. Đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông đã được cứng hóa. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố. Khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang, sạch đẹp. Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Không chỉ vậy, 100% các hộ tái chế chì đã đồng thuận di chuyển ra khỏi khu dân cư. Người dân ủng hộ 100%. Bà con rất là mừng khi có cái xây dựng nông thôn mới như này. Xóm tôi từ lúc đường còn rất là nhỏ, nhưng sau đó là họp một cái là huy động bà con hiến đất. Từ lúc đường nó chỉ có 2m7, 2m8, mà bây giờ được rộng lên đến 4m5. Từ xưa thì chỉ có cái công nông đi vừa, bây giờ là ô tô vào tận nơi để chuyên chở vật liệu xây dựng, rồi là các sản phẩm nông nghiệp của bà con rất là dễ dàng. Những ngày này tại xã Chỉ Đạo, đường làng rực rỡ cờ hoa, đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang trong không khí rộn ràng mừng xã đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chỉ trong vòng 10 năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở tỉnh Hưng Yên đã tăng lên gấp đôi, chiếm 4-5% trẻ trong độ tuổi dưới 5 tuổi. Trẻ trong độ tuổi đi học hiện chưa có thống kê, nhưng theo giới chuyên môn, tỷ lệ này sẽ còn cao hơn. Chỉ trong vòng 10 năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì ở tỉnh ta đã tăng lên gấp đôi, chiếm 4-5% trẻ trong độ tuổi dưới 5 tuổi. Trẻ trong độ tuổi đi học hiện chưa có thống kê, nhưng theo giới chuyên môn, tỷ lệ này sẽ còn cao hơn. Nguyên nhân gây gia tăng tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì là do lối sống và sinh hoạt hiện đại, trẻ ăn quá nhiều nhóm dinh dưỡng chứa lipid và đường, đáng chú ý là đồ ăn vặt và nước ngọt, đồng thời thiếu các hoạt động thể chất. Tình trạng trẻ thừa cân gây nhiều nguy cơ bệnh tật nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, thậm chí là ung thư, ảnh hưởng tới chất lượng dân số và tạo gánh nặng chi phí y tế quốc gia. Ngày 14 tháng 3, Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh, cơ sở 2 thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động điểm hoạt động hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2019. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 700 đoàn viên thanh niên, sinh viên. Ban tổ chức đã tiếp nhận và quy đổi được hơn 404 đơn vị máu. Đây là giọt máu hồng, hành động đẹp của những đoàn viên thanh niên nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Trong khuôn khổ lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung Tổng Mễ năm 2019, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang đặc trưng của địa phương ven sông Hồng. Độc đáo nhất là nghi thức rước nước trên sông Hồng của 9 thôn thuộc hai xã Bình Minh và Mễ Sở. Từ sáng sớm, các đoàn rước đã tập trung lên phà ra sông Hồng lấy nước. Theo tục lệ truyền thống, đoàn rước du ngoạn trên sông Hồng, đến giữa sông sẽ diễn ra nghi thức lấy nước. Những bô lão có uy tín được dân làng các thôn lựa chọn sẽ lấy nước đổ vào chóe, sau đó rước về thờ tại di tích ở thôn mình. Lễ rước nước trong lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung mang ý nghĩa cầu may mắn, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bên cạnh phần lễ, phần hội có các hoạt động, đoàn thanh niên hai xã Bình Minh và Mễ Sở thi bơi trải. Câu lạc bộ ca trù xã Bình Minh biểu diễn ca trù tại nhà đại tế, đội chống làng Thiết Trụ biểu diễn màn chống hội. Các hoạt động hấp dẫn này đã thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân tham dự. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 3, tại ngã tư Dân Tiến, huyện Khoái Châu, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải, khiến một người bị thương. Vụ va chạm xảy ra khi chị Đỗ Thị Hồng Bích, sinh năm 1993, ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30M90040 đi hướng từ thị tứ Bô Thời đến ngã tư Dân Tiến, thì va chạm với xe ben mang biển kiểm soát 89C18658 do anh Trần Nguyên Kiên, sinh năm 1984, ở xã An Vĩ điều khiển, đi chiều phố nối đến thị trấn Khoái Châu.
Vụ va chạm khiến chị Bích cùng xe máy bị văng vào gầm xe ben. Rất may, chị Bích chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn hiện vẫn đang được Công an huyện Khoái Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn huyện Yên Mỹ vẫn còn diễn ra thường xuyên, gây ách tắc và mất an toàn giao thông. Tại khu chợ Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, hàng trăm tiểu thương họp chợ lấn hết hai bên vỉa hè lòng lề đường. Các tiểu thương bày bán đủ các loại mặt hàng từ rau củ quả cho tới thịt cá. Tình trạng xả rác thải, nước thải bừa bãi. Ở chợ Yên Mỹ, tình trạng ách tắc và mất an toàn giao thông hiện cũng diễn ra thường xuyên. Các tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm hàng mét ra lòng đường, người mua hàng thì thản nhiên dừng đỗ trên đường. Mặc dù thời gian qua, các khu chợ cóc trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã được chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa nhưng chưa kiên quyết, dẫn đến tình trạng họp chợ vẫn tiếp diễn. Cầu Hùng Trì, bắc qua hệ thống sông Bắc Hưng Hải thuộc địa bàn thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Được xây dựng cách đây hàng chục năm, đến nay cầu Hùng Trì đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là do cầu nhỏ nhưng thường xuyên có xe ô tô tải đi qua. Hiện dầm cầu đã bị biến dạng, lan can cầu bị ô tô tải đâm vào đã làm gãy gần hết nên rất nguy hiểm nếu các phương tiện đi qua không cẩn thận. Không chỉ xuống cấp gây mất an toàn giao thông mà cầu Hùng Trì còn rất hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đã nhiều năm phục vụ đắc lực cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực, hiện nay cầu Hùng Trì không còn phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng sớm đầu tư sửa chữa cây cầu để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trên tuyến đường 386 qua huyện Phù Cừ, thường xuyên xảy ra tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng không che phủ bạt cẩn thận để đất đá rơi vãi, gây mất an toàn giao thông. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào chiều 15 tháng 3, đoạn qua địa bàn xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Đất đá rơi vãi đến cả trăm mét đã gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và mỹ quan tuyến đường. Vì an toàn của chính người tham gia giao thông, người dân đã phải mang chổi ra để thu gom. Tôi dọn được phải đến tiếng không tiếng rồi. Thế trên đường này thường xuyên xảy ra tình trạng? Cũng có đấy, tôi mé đường thì nhiều, nhưng mà không thấy ai dọn, chỉ có chúng tôi dọn thôi. Nhà ở mé đường thì thấy nó trướng mắt thì chúng tôi dọn. Sợ nhất là tai nạn các cháu đi rồi xe máy. Chỗ này thực sự là tai nạn rất nhiều. Xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận làm rơi vãi xuống đường gây thương tích rất cao nếu các phương tiện không chú ý quan sát. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến việc lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích. Để ngăn chặn tình trạng này, các đơn vị vận tải khách trên địa bàn tỉnh đã chú trọng kiểm tra sức khỏe đội ngũ lái xe, kiên quyết không để lái xe sử dụng thuốc kích thích, chất gây ảo giác điều khiển phương tiện, góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Là đơn vị kinh doanh vận tải khách nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, công ty cổ phần xe khách Hà Nội hiện có 17 xe mang nhãn hiệu Buýt Tân Long khai thác tuyến Hưng Yên-Gia Lâm. Thời gian qua, ngoài việc đầu tư về chất lượng phương tiện, đơn vị đã chú trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của đội ngũ lái xe, kiên quyết không để lái xe sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện. Các nhân viên làm việc tại công ty cứ 6 tháng phải kiểm tra sức khỏe một lần. Những lái xe, phụ xe có biểu hiện sử dụng chất kích thích, chất gây ảo giác nếu phát hiện sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc. Công ty cũng một năm tổ chức 2 lần khám sức khỏe cho nhân viên lái xe và nhân viên bán vé. Ngoài cái việc chúng tôi thường xuyên khám sức khỏe rồi, còn cái việc mà tổ chức kiểm tra định kỳ hay đột xuất trên đường để thử máu và nước tiểu đối với những loại hình là về ma túy, nghiện về ma túy hay là những chất kích thích khác. Và trong cái quá trình vận hành thì chúng tôi luôn kiểm tra giám sát là nếu như anh nào mà có uống rượu bia thì chúng tôi sẽ cho dừng xe và không cho hoạt động đấy. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách, công ty taxi Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải khách Hoàng Vinh luôn quan tâm nhắc nhở lái xe phải tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, đặc biệt lái xe phải có ý thức giữ gìn sức khỏe. Hầu hết các đơn vị đều tổ chức cho lái xe 6 tháng phải tới các cơ sở y tế khám sức khỏe, không tuyển những lái xe không đảm bảo sức khỏe, nghiện chất kích thích vào làm việc.
Không doanh nghiệp vận tải nào muốn sử dụng tài xế thường say xỉn hay dùng chất kích thích bởi việc này dễ gây tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh việc chủ động tuyển nhân sự của các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm tra đối với các lái xe trong quá trình lưu thông trên đường để phát hiện ngăn chặn những trường hợp sử dụng rượu bia, ma túy, điều khiển phương tiện nhằm tránh xảy ra tai nạn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.